Hello xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel mình là Việt Lê Sinh Nhân, và sau mình là Trung Anh Siêu Nhân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bôi hết tất cả những gì đã có trên bảng đi và cùng nhau đi về quê nhé. Xong rồi, về quê thôi. Let's go. Cố gắng phải đi vượt. Cái địa điểm mà mình và anh Trinh cùng nhau muốn hướng đến đó chính là vườn xoài ở Đồng Nai. Đây là một khu vườn mà do nhà mình tự mua đó, chưa phải là quê hương nhà mình nhá. Rồi khoảng 76 km lận, rất là dài. Ây da, mình và anh Trinh đang đi thì đột nhiên bị cảnh sát dừng xe lại các bạn ạ. Nhưng mà không phải là anh Trinh biết mình đi sai, mà đây là do cảnh sát đã dừng chân người dân lại để cùng nhau phát nước cùng với khăn lạnh để giúp người dân có một chuyến đi thật là hiệu quả và an toàn. Cảm ơn các chú rất là nhiều. Bây giờ là tối rồi các bạn ạ. Đây là tầm khoảng 6 rưỡi rồi các bạn ạ. Giờ phải đi tiếp thôi. Sau gần 3 tiếng đi xe thì cuối cùng mình và anh Trang cũng đã đến nơi rồi. Thật là mệt mỏi. Ôi, đen hết da luôn. Giờ phải đi rửa mặt không thì bụi đường nó nhiều lắm á. Đúng rồi. Lớp xin chào mọi người, thì hôm nay là ngày thứ 2 ở vườn rồi. Sau ngày hôm qua là chúng ta đã đi qua những cái chặng đường rất là dài để đi đến mảnh vườn. Thì hôm nay là buổi sáng thứ 2 thì mình cùng anh Trang đang nhặt đỗ. Nãy có bố mẹ mình nữa cơ, nhưng bố mẹ mình đi làm việc rồi. Đang nhặt đỗ để chuẩn bị cho công tác ở gói bánh chưng. Đấy, một lần. Vậy thì hôm nay sẽ công việc chính của chúng ta sẽ là gói bánh chưng. Đó, thì bây giờ phải tiếp tục nhặt đỗ thôi. Các bạn ạ, nhiệm vụ của mình là tìm những cái hạt non như thế này này. Hạt non nơi là non như thế này này. Rồi mình vứt ra ngoài này. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách thu hoạch đậu bắp. Đây là trái đậu bắp. Chúng ta sẽ cần bẻ. Bẻ nó. Nhìn này, ngược lên này là được. Đấy, không có kỹ thuật thì bẻ rất là khó. Nếu mà có kỹ thuật thì bẻ sẽ rất là dễ. Cái này cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau chơi xem ai trong 5 phút thu hoạch được nhiều đậu bắp nhất. Chơi. Người thua cuộc thì mất 100k. Đậm thế. Ok, chốt kèo. Ok, giờ mình đã quá quen việc thu hoạch đậu bắp rồi. Thế nên là mình sẽ chỉ cần nhìn thật nhanh những cây thôi đấy. Ví dụ những cây như thế này thì chắc chắn là không có đậu bắp để thu hoạch rồi. Đấy, thấy chưa? Vẫn có một trái. Thế là sao? Được, mình đã làm được 3 trái. Rồi mình sẽ đi nhanh một luống này chắc là tầm đối với mình chỉ cần 2 phút thôi. Nhớ, đối với mình cái luống này chỉ cần 2 phút thôi. Không có không tính là cái nhỏ nó dễ hơn. Chiu. Cao quá. Cao hơn mình luôn. Nhưng may là mình cao hơn nó. Nó cao hơn mình luôn. Nhưng mà may là mình với cao hơn nó. Thế nào bên kia mình sẽ hạ bên đây. Ok nha. Bên kia nhỏ thôi. Nhỏ nó dễ bước hơn. 13 này. 15 này. Ê. Con này không bứt một tay được. Phải xóa các bạn ạ. Các bạn thấy không? Quả đậu bắp to dài bằng bàn tay mình luôn. Ok. Đấy không thích vào, quả này tính nhá. Quả đấy không tính. Tính mà. Quả đấy chỉ tính bên tôi thôi. Quả này thực ra người không ăn được chắc là cho gà, nhưng mà có công thì cũng tính hết. Rồi, tổng kết lại thì Trung Anh 160 trái. Cái đồ hoài chứ anh dai. Xem như nào ấy. Hồi tôi 80 bú, người chiến thắng tôi.
100k chú định làm gì với nó? Ôi, to lớn quá. Chắc tôi phải chịu sò thôi. Nằm ghê mà. Không, nó là chịu sò. Ok, cực kỳ thuyết phục. Bây giờ thì đã tầm xế chiều rồi, thì mình và anh Trang sẽ cùng nhau đi về và kết thúc ngày hôm nay thôi. Tối thì chắc là không có gì để quay thôi. Thì tối thì nhà mình chỉ đi đến cờ cái thứ thôi, không có gì để cày quay cả. Vậy nên nói thế, nói thế ai xem? Ừ nhở. Phải nói là tối nhiều chuyện để hay chứ. Ừ, tối mọi người chờ tối nhá. Trời càng tối càng nhiều chuyện hay. Ok. Nhưng mà tối quay gì? Không biết. Hiện tại mình và anh Trang đang ở cái hồ câu cá. Và bây giờ thì đêm nay là Tết rồi mọi người ạ. Đây là ngày thứ ba rồi. Vậy thì bây giờ cùng mình và anh Trang câu cá nhá mọi người nhá. Đó. Phải câu được mấy con đó ăn đấy anh Giai à. Rồi. Đây là anh Trang sẽ câu bằng một cái chiếc cần máy như thế này. Được không? Đó. Và ở đây chắc sẽ nhiều bạn chưa biết câu cần máy. Bây giờ hãy cùng mình đi vào thao tác nhá. Này ra. Thấy không? Mới ra mình quăng đi. Ví dụ như này. Quăng này cả người đằng sau nhé. Đứng sâu này. Quăng này cái đấy. Quăng xong lái nếu ấy thì hãy đóng nó vào. Đóng nó vào. Thấy không? Okay. Đóng vào trong khóa này lại. Khóa này tí cá nó cắn thì là cuộn vào thôi. Thế thì móc quả sung vào câu cho nhanh. Ui, 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 ui. Đấy, nó ăn rồi đấy. Đấy, cuộn vào. Cuộn rồi. Đang khóa rồi. À, cuộn đi, cuộn đi, cuộn đi. Cuộn đi, đấy, cứ cuộn vào. Vừa cuộn vừa kéo, vừa cuộn vừa kéo. Nặng á. Nặng đấy. Phải kéo lên trước rồi mới cuộn. Đứng lên. Đấy, cuộn vào. Vừa cuộn vừa kéo. Đấy. Vừa cuộn vừa kéo. Đấy, đấy. 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 Đi lên trên, đấy, đi lên trên. Đi lên rồi, vừa cuộn vừa kéo. Sướng không? Ừ, kéo cuộn được đấy hả? Không cuộn được. Ừ, kéo nó lên đã, phải đấy, cho nó mệt đã. Đấy, đấy, đúng rồi. Cứ cuộn thôi. Đấy, đúng rồi. Nó mệt rồi đấy. Ấy à. Làm sao để lên được con cá? Đấy, thế nặng thế. Ừ, ừ. Đấy, còn phải túm vào đây này. Tay cái cần từ đây, cái này túm vào đây. Ừ. Đấy, đây, đấy, đấy, cái này tùy vào đây. Ui, cái này cũng ở đây. Tùy vào đây, tùy vào đây. Nó mới có lực, đúng không? Ừ. Đấy, đây là một cái hỗ trợ cái này đây nào. Hả, à, có câu con này. Hỗ trợ. Wow. Wow. Đi thôi. Rồi thu dây vậy. Quấn vào. Từ từ thôi, nhìn bố này hả? Rồi. Ok. Rồi. Khóa rồi. Khóa là không có ấy dần. Sao? Mày đứng dậy. Ôi trường. Quá mệt. Các bạn ạ, quá mệt. Không ngờ câu cá vất vả này. To con cá gang chưa tới này. Đấy. Quay thẳng lên mặt thì gang chưa tới. Đấy, gang bây giờ còn nửa con cá này. Cùng tân hẳn giữa anh Choanh và bố. 3 ký hơn 3 ký. Mình là người nhìn xem thôi, tại vì mình đánh cùi hơn hai người kia rất là nhiều. Vì vậy, cuộc chiến sẽ luôn luôn tiếp diễn. Là Choanh thua. Yes sir. Hiện tại là 12 giờ tối rồi các bạn ạ. Mới vừa đến cờ xong thì bây giờ sẽ là những tiết mục đi vỡ bánh trường. Yes, yes sir. Yo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox chiếc bánh trưng do bạn Việt Lê gói. Một chiếc bánh trưng rất là nhỏ, không biết là chúng ta có thể ăn được nó không. Rồi, hồi hộp. Bởi vì nó nhỏ quá. Không ăn được không? Anh ăn được á, tại vì có hai cái, một à bốn cái, mà hai cái là không có đỗ. Bánh trưng không đỗ.
Còn cái này không biết cây có đỗ hay không có đỗ. Ước mơ của các bạn trẻ, một chiếc bánh trưng không đỗ. Ngon đấy chứ. Đây sẽ là ước mơ rất nhiều bạn trẻ luôn. Ai biết? Mình tìm cái không có đỗ. Ui, gói chặt chắn đấy chứ. Mình quay để cho các bạn xem gần vậy. Đây đây, quay cho các bạn xem này. Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Ui, xanh này. Xanh ngắt luôn. Ngon như cái mì lùi nóng, xanh hôi hổi luôn. Rồi, review đi. Xin mời các bạn nhé. Nóng hổi luôn này. Ăn như ăn cơm, nhạt. Nhạt, hơi nhạt, có thể thêm muối các bạn. Hơi nhạt. Vì không có đỗ. Ủa, bánh có đỗ không? Không. Rồi, ăn phải cái không đỗ. Không có đỗ, bánh không đỗ ăn rất nhạt. Vậy thì bánh trưng không đỗ ăn sẽ như nào anh rẻ? Ăn như ăn cơm. Cơm với thịt. Ngon. Ngon. Đợi đây biệt thự mà. Khui cái lưỡi ra đi. Có, để ăn. Đâu. Tự làm tự ăn, tự có làm mới có ăn nhé. Mày phải ăn miếng thịt này này. Ăn cơm phải có thịt này. Đúng ăn này, cơm thì cơm hấp thịt. Ngạt nữa. Và rồi, vậy là kết thúc cái chuỗi ngày mình và anh Trang ở dưới vườn vui chơi cũng như là giải trí rồi. Bây giờ mình và anh Trang sẽ cùng nhau đi về thành phố để tiếp tục học tập và làm việc. Đây là vlog gần như là đầu tiên của mình. Vậy nên mọi người hãy cùng nhau đón chờ mình các video tiếp theo. Chắc chắn là sẽ hay hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Và sắp vào năm học mới rồi. Chúc các bạn có một năm học thật là hiệu quả. Bây giờ hãy cùng mình đi về thôi.